Chương trình diễn ngâm sấm dạng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Chúng tôi nhóm thực hiện chương trình xin gửi đến liệt quý vị lời chào thân ái và cầu xin ơn trên Đức Phật hộ trì cho quý thính giả được hưởng trọn phước duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật. Ngâm nga hiệu nghĩa đáng kim ngàn quyền bí nhiều lời chỉ thiệt xa bổn đạo ráng tìm cho cặn kẽ lòng hiền Phật độ khỏi tinh ma. Kính thưa chư quý vị, chúng tôi trân trọng giới thiệu sấm giảng quyển nhất, tức là quyển khuyên người đời tu niệm. Đây là quyển thứ nhất mà Đức Thầy đã viết trong khoảng năm Kỷ Mão 1939 tại Hòa Hảo. Phẩm kinh này Ngài viết theo lối văn lục bát dài 912 câu, được khởi đầu bằng câu hạ nguyên nay đã hết đời và chấm dứt bởi câu đến đây cũng lần ngừng lại bút nghiêng. Vậy trân trọng kính mời chư quý vị cùng thành tâm theo dõi thánh phẩm này. Nam mô A Di Đà Phật. Hạ quân nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời gia ca. Năm mèo Kỷ Mão rõ ràng khắp trong trần hà nhóm nhàng thiết chi ngồi buồn điên tỏ một khi bá gia khổ nào vậy thì từ đây cơ trời thế cuộc đổi xây điện mới theo thầy xuống chốn phàm gian thấy đời loạn bất an khắp trong các nước nhộn nhàng đau binh kẻ thời phụ nghĩa vô kình người thời trung hiếu chẳng dình dẹn hai nam điên khuyên nhủ bằng nay xin trong lê thứ ngày dài tình nhi tâm cây thăm
việc thâm. Nào trong sách sử có ai lầm ở đâu? Người khôn nghe nói càng giàu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo. Rồi sao sẽ thấy hầm bêu khắp trong ba tấm hiểm nghèo đáng thương? Điên này với linh minh dương, với linh Phật đường đi xuống giảng dân. Thấy trong ba tánh phàm trần, kẻ khinh người nhạo thần tiên quỷ tàn. Mặc ai bàn tán gần xa, quỷ của Phật Bà sai xuống cứu dân. Kẻ xa thì mến đức ăn, làm cho người gần gặp ghét khinh khi. Nam mô một Phật từ bi, miệng thì niệm Phật, lòng thì tạ giang. Khắp trong ba tấm ơi trần hoàng, cùng hết xóm làng đều bị người điên. Điên này xưa cũng như ai, vào các giai đài tột bực giàu sang. Nghĩ suy danh lời chẳng mang, bèn lên ẩn vật lâm sang tu trì. Nhờ trời may mắn một khi, thần thới lại gặp đức thầy Bửu Sơn. Cuối đầu điên tỏ nguồn cơn, đồng lòng bác ấy ra ơn dài truyền. Thấy điên tâm tánh quá thiền, nội trong sao khác biết liền thiên cơ. Chuyện này thôi nói sơ sơ, để rộng thì giờ nói chuyện chân tu. Dương trần kẻ trí người ngu, ham vọng ham dù danh lời xê sang. Cờ đà đến nước bất an, chẳng lo tu niệm tham gian làm gì.
Phật trời thương kẻ nhu mì, trọng cha yêu Chúa kính gì tội tông. Ngồi buồn nói chuyện bóng lông, khắp trong trần hà máu hồng nhuộm rơi. Chừng nào mới đặng thành thơi, dẫu Phật ra đời thế giới bình yên. Điên này điên của thần tiên, ở trên non núi xuống miền lục châu. Đời con chẳng có bao lâu, sáng lọ tu niệm đắng chầu Phật tiên. Thế gian ít kẻ làm hiền, nhiều người tàn bạo làm phiền quá công. Thế gian chuyện có không, đến hồi mấy dòng thân chẳng toàn thấy. Việc đời đến lúc cắn gai, mà cũng tối ngày nói xéo nói xiên. Dương trần tội ác liên miên, sao xuống quỳnh tuyền địa ngục khó ra. Điên này nói việc gần xa, đặng cho Lê Thứ biết mà lo tu. Tu cho qua cửa diêm phù, khỏi xa địa ngục ngao du thiên đài. Đường đời chẳng có bao gian, nên viết một bài cho ba tánh coi. Tuồng đời như pháo châm ngòi, ba gia yên lặng mà coi khùng này. Cùng thời bay tới một thầy, giảng dạy dễ đầy rõ việc thiên cơ. Điên đây còn dài còn khờ, yên lặng như tờ coi chúng làm sao. Ba giai kẻ thấp người cao, chừng thấy máu đào chúng mới chịu tu. Bây giờ giá dài giá ngu, cùng như nhân quý ở tù ngày xưa.
bị điên nói bừa những việc vừa qua. Dương trần biến nhẹ gần xa, nói quỷ nói tà đây cũng cam tâm. Ngồi buồn nhớ chuyện xa xăm, vào trong bãi núi cười thầm sư mang. Nói rằng lòng chẳng ham sang, sao còn ham của thế gian làm gì? Việc này thôi quá là kỳ, cung trong Phật giáo sao thì chê khen. Lúc này tâm trí rối đen, tiếng quyền tiếng kèn mặc ý bá gia. Hết gần rồi lại tới xa, dân sự nhà nhà bàn tán cười chơi. Chuyện này cũng lắm mơ tuyệt vời, giá như hàng tính đời thời lòn trốn. Đến sao danh nổi như còn làm cho hạng giỏi mất hồn mấy khi. Chuyện xưa thanh sự còn ghi, khen anh hàng tính vậy thì mưu cao. Chuyện đời phải có ai trước sao, điên khùng khờ dại mà cao tu hành. Ba giai phải ráng làm lành, niệm Phật cho rành đắng thấy thần tiên. Thương đời trong giả chẳng yên, khắp trong lễ thứ thảm phiền từ đây. Ngày nay thế cuộc đổi thay, chán lo tu niệm đặng nghe thầy cứu cho. Mạng theo danh lợi ấm mòn, sẵn của hết hò đứa ở người ăn. Đừng khi nhà lái một căn, mà biết niệm Phật sao bằng bạc muôn. Giàu sáng như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Cứu quyền thất tổ
chẳng thờ, để thờ những đạo ngọn cờ trắng phao. Dương trần bóng giả nhiều màu, thấy cảnh bên tàu sao chẳng nghĩ xuyên. Lời xưa người có còn ghi, những việc lạ kỳ nay có hay chưa? Chưa làm với kẻ chẳng ưng, chớ người tâm đạo biết thừa tới đâu. Bà già mau kiếp lo âu, để sao đối đầu chẳng đặng toàn thấy. Việc đời nói giết thêm nhây, nếu muốn làm thầy phải khổ phải lao. Mèo kêu ba tấm lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chình ghê. Con ngựa lại đái con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao. Khi kia cũng bị xáo xào, canh khuya gà gáy máu đào mới ngừng. Nói ra nước mắt rừng rừng, đi biểu vẫn đừng làm dữ làm hung. Việc đời nói chẳng có cùng, đến sao mới biết đây dùng kế hai. Bây giờ mắt việc ta tay, nên mới làm vậy cho khỏi ngại nghi. Thiên cơ xôi mạng biết chi, mà sao chẳng chịu chạy đi cho rồi. Nhân người giải đạo bồi hồi, còn chi linh thính mà ngồi mà nghe. Việc đời như nước trong khe, nó tượng đặt dè nói biếm người hung. Điên này nói chi theo khùng, như thế dây dùng đặng cứu bá gia. Sau này kẻ khóc người la, dài ba năm nữa biết mà tà tính. Điên biết chẳng lẽ làm thinh,
nói cho ba tánh mặt tình nghe không. Việc điên điên sự chưa xong, lục châu chưa giáp mà lòng ồ ê. Người nghe đạo lý thì mê, kẻ lại nhung trề nói lão kiếm cơm. Thấy nghèo coi thể rác rơm, rồi sao mới biết rác rơm của trời. Vì điên chưa đến cái thời, nên còn ấn vàng cho người cười chê. Từ đây sắp đến tham thế, con lìa cha mẹ vợ kia xa chồng. Tới chừng đến việc ngóng trông, trách rằng trời Phật không vì lòng từ bi. Di Đà lục tự ráng ghi, niệm cho tà quỷ dễ thì gian ra. Khuyên đừng tài phí xa quan, ăn cần ở kiềm đắng mà lo tu. Đừng khinh những kẻ đuôi mồm, đến sao sẽ khổ gấp mười mù đuôi. Đời nay xét tới xem lui, chừng gặp tôi mùi bá tánh biết thân. Tu hành sao được đức ăn, nhờ trời ban bố cho gần Phật tiên. Nói ra trong dạ chẳng yên, điên gai chèo quế dạo miền lục châu. Tới đâu thì cũng như đâu, thêm thảm thêm sầu lòng giả người xưa. Bà già biết thì ơi, tôi chẳng nói thừa những việc thiên cơ. Khi già lúc lại trẻ thơ, già quê dại dốt khắp trong thì thiền. Đi nhiều càng tham càng thiền, lên voi xuống dình nào yên thân già. Tay chèo miệng lại hát ca,
ca cho ba tánh biết đời loạn ly. A Di Đà Phật từ bi, ở bên thiên trước chính tri lòng này. Từ ngày thọ giáo với thầy, dẹp lòng dĩ kỷ đầy lòng yêu dân. Ngày nay chẳng kể tấm thân, miễn cho ba tánh được gần bồng lai. Đời này vốn một lời hay, khắp trong trần hạ mấy ai tu trì. Đời này danh vật làm chi, tới việc lý kỳ cũng thải trôi xong. Thuyền đưa tiên cánh non bồng, mấy ai mà có thiền lòng theo đây. Cứ lo làm việc tà tay, bắt người bắt cày đặng chúng làm ăn. Chừng đau niệm Phật lăng xăng, Phật đâu chứng kịp như lòng người ác gian. Thấy đời mê mũi lầm than, ăn bà nói càng tội lỗi chỉnh ghê. Chữ tôi không phải ơi, lời thề mà không nhớ đến đặng kề tiên ban. Nói nhiều trong già xuống sang, cùng hết xóm làng tàn ác nhiều hơn. Thầy chùa như thế cây sơn, ngoài da coi chắc trong thời mối ăn. Buồn thay cho lũ tăng, làm điều dối thế cho hư đạo màu. Di Đà Phật tổ thêm dầu, dần trong tăng chúng sao lừa dối dân. Có thân chẳng liệu lấy thân, tu theo lối cũ mau gần diêm vương. Ba gia lầm lạc đáng thương, nên trước Phật đường thọ lãnh dạy dân.
trần nhiều kẻ ham sân, cứ theo điểm nhẹ xa gần người điên. Lòng buồn mượn lấy bút nghiêng, viết cho trần hạ bớt phiền lo tu. Thương đời chơi chẳng kiếm xu, buồn cho ba tánh hết mù tới đuôi. Có chi mà gọi rằng vui, khắp trong ba tánh gặp hồi gian lao. Từ đây hai ốm hai đau, ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Lời hiền nói rõ quả thâm, đặng cho ba tánh tịnh tâm tu hành. Ngày nay điên mở đạo lành, khắp trong lê thứ biết rành đường tu. Nay đã gần cuối mùa thu, hết ngủ tới dài công phu gần thành. Xác trần đạo lý chưa rành, mấy ai mà được lòng thành với điên. Điên này sẽ mở xích xiềng, dắt diều ba tánh gần miền tiên bang. Không ham danh lợi giàu sang, mong cho ba tánh được nhàn tấm thân. Thường về chầu Phật tấu trần, cầu xin Phật tổ ban lành đức ơn. Nay đại bài tỏ nguồn cơn, cho trong trần hạ thiệt hơn tỏ tường. Phật trời thấy khổ thời thương, muốn cho lê thứ thường thường làm nhân. Đừng ham tranh đấu thiệt hơn, tu niệm chớ sợ uổng lắm dân ơi. Hồng trần biển khổ thấy rồi, ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay. Đừng ham nói đắng nói cay, cái đắng sau này đau đớn sau bi.
sẽ thấy việc gì trên mây. Đừng làm tàn ác ham gây, sẽ có người này cứu vớt giùm cho. Duyên trần lắm chuyện đôi con, phải dẹp vị kỷ mà lo tu hành. Kệ kinh tưởng niệm cho rằng, ngày sau thấy Phật đành rành chẳng sai. Lúc này thế giới bị ai, chẳng nói vẫn dài Phật nọ tức tâm. Mấy lời khuyên nhủ chẳng làm, từ đây đạo hành được mầm thanh cao. Hồng trần lao khổ xiết bao, quyến trong lễ thứ bước vào đường tu. Xưa nay đạo hành quay lù, ngày nay sáng tỏ đền bù ngày xưa. Mặt tình kẻ ghét người ương, điên chẳng nói thừa lại với thứ dân. Quan trường miệng nói gian dân, mà tâm dính chặt hồng trần bụi nhớ. Buồn đời nên mới làm thơ, cũng còn tai lấp mắt ngơ mới kỳ. Người đời lòng dạ bất tri, trông cho làm bình dĩ kỳ nó coi. Dương gian chậu ấp được voi, giấu đầu rồi lại cùng lòi sao đuôi. Nói nhiều mà dài chẳng nguôi, vì tu ba tánh bắn lùi như tôm. Tưởng Phật được lúc đầu hôm, đêm khuya muốn giật nồi cơm của người. Thế gian nhiều việc nực cười, tu hành chẳng chịu lo cười lo khinh. Người già ham muốn gây sinh, đến sao chẳng biết thân mình ra sao. Xác thân cọp xé béo hoào, còn người tàn bạo máu đào tuôn rơi. Tu hành hiền đức thánh thời, ngài cha thảo chúa
Phật trời cứu cho. Ba gia hãy ráng mà lo, Kim lão đưa đò nói chuyện quyền cơ. Bấy lâu chẳng biết làm thơ, nay viết ít tờ trần hạ tình tâm. Đêm sai khổ hành khỏi lâm, nhờ công tu niệm mắm thầm quá hay. Chừng nào chim nọ biến bay, cá kia biến lội, khổ này mới yên. Nhất ra quá thảm mơ quá phiền, bể khổ gần miền mà chẳng chịu tu. Ngọn đèn chân lý hết lu, khắp trong lệ thư ao tù từ đây. Thấy trong thời cuộc đổi xây, đời nay trở lại khác như nào đời thương. Nhắc ra thêm kiếp trụ dương, hàm mê đắc kỳ là vườn bồi cha. Hết gần điên lại nói xa, nói cho ba tánh biết màng người chi. Lời lành khuyên hãy gắn ghi, dương như trầm phải ráng tu trì sớm khuya. Đừng ham làm chức nát niên, ngày sau như khóa không chìa dân ôi. Tu hành như thế thải trôi, nay lỡ mai bồi chẳng có thiền tâm. Mưa sâu thì hoài cũng mơ thâm, ngày sau sẽ biết thủ cầm chỉnh ghê. Hầm beo tay tưởng bồn bề, lại thêm mát thú mạng sàng rít to. Bà dài biết thì lo, gác tay dìm xìm đôi co ít gì. Hết đây rồi đến dĩ kỳ, sưu cao thế nặng dễ thì thiết tha. Dân nay như thế không chăng, chẳng ai giải vô thiết là tham thương.
này đến tới Minh Dương, nơi chốn Phật đường mặt ngọc ngủ quê. Cảm thương trần hạ nhiều bề, bởi chứng tàn bạo khó kề Phật tiên. Chúng ham danh lợi điềm viên, ngày sau đến dịp lụy phiền suốt căn. Kệ kinh tụng niệm đêm thanh, ấy là châu ngọc để dành ngày sau. Bây giờ chưa biết gian thao, đời sao kính trọng người cao tu hành. Nam mô miệng niệm lòng lành, ba giai phải ráng biết rành đường tu. Thương ai ham vọng mơ ham, dù cũng như những kẻ đuôi mù đi đêm. Khuyên đời như giá múc thêm, mạng lo tranh đoạt thù hiềm với nhau. Đến chừng có ấm có đau, dáng mòm niệm Phật, Phật nào chứng cho. Dương trần tiếng nhỏ tiếng to, nói ngọng nói cò đây cũng làm thinh. Tưởng rằng thân nó là dinh, chẳng lo tu niệm cứ gình với điên. Nói ra trong dạ chẳng yên, bây giờ nói chuyện cởi thuyền khuyên dân. Đêm ngày chẳng nại tấm thân, nắng mưa chẳng hoàng tạo tầng ai hay. Chừng sao đến hội rộng mây, người đời mới biết điền này là ai. Lui thuyền chèo quế tay gai, thuyền đi nước ngược đến dài cù lao. Xa xa chẳng biết làng nào, thiệt làng Long Khanh ít người nào tu. Tới thầy liền giả đuôi mù, bèn đi ca hát kiếm xô dương trần. Ba gia tu lại rần rần, trong nửa ngày trần chẳng
có đồng chi. Nực cười trần hải một khi, ở một đêm thì sáng lại qua sông. Bình minh vừa bối trời đông, bài trò bán thuốc hát rồng đời nay. Cho thiên hạ tựa đông về, rồi mới ra bài hát diệt thiên cơ. Tới đây ba tâm làm ngơ, buồn cho lê thứ kiếp dần ra đi. Lìa xa hồng ngữ một khi, thắng đường trực chỉ điên đi tân thành. Tới đây ra mặt người rành, nói chuyện thiệt sành thông lão đạo nho. Nhiều người xúm lại đôi con, chê lão đưa đò mà biết việc chi. Thấy đời động tâm từ bi, điện chẳng bắt tì còn mắt việc xa. Khoan khoan chớ nọ bước ra, giáp rạch cái rồi ra ngoài giam. Đôi nhìn mây nọ trắng lam, điện ra sức lực chèo chơi một giờ. Xa nhìn xương bạc mờ mờ, Tân An làng nọ vẫn nhờ bắp khoai. Và người bán cái bằng nay, vẫn chung ngày dài xúm lại mùa đông. Tới lui giá cả vừa xong, điên cũng bằng lòng cân đủ cho dân. Có người chẳng chịu ngang cân, bỏ thêm chẳng bớt mấy lần không thôi. Nực cười trần hạ lắm môi, giảng cho ba tánh một hồi quá lâu. Thân dài thức suốt canh thâu, nói cho lê thứ hoài đầu thôi. Nhiều người nghe hết phủi rồi, hoài thuyền trở lại bồi hồi sầu bi. Giả người tàn tật một khi, xuống giàm kinh sáng được thì chút vui. Một người nhà lá hầm
biết đạo lý mời cùi lên chơi. Bàn quá kim cổ ơi, một hồi cùi xuống giữa dời châu đốc thẳng sông. Đến nơi thiên hạ còn đông, già gái không chồng đi bán cao tươi. Thấy dân ở chợ nực cười, xúm nhau triêu ghèo đắng cười gái tơ. Buồn đời lăn mãi ngẩn ngơ, biển y mất lên bờ liền dãi cùi đuôi. Phố phường nhiều kẻ tới lui, thấy kẻ đuôi cùi chẳng muốn ngó ngang. Đời nay quý trọng người sang, giả ra ghi lộn nói toàn tiếng Tây. Tây Nam cha chết chú thầy, nó thấy làm vậy chẳng bắt ngài nghi. Xuống thuyền hoài quái một khi, chèo lên vịnh tế vô thì núi Sam. Đi ngang chẳng ghé chùa am, xuôi dòng núi sập đặng làm người ngu. Xem qua đầu tóc ô sầu, cũng như người tội ở tù mới ra. Chèo ghé rau việc gần xa, bồng lái tiên cảnh ai mà đi không. Nhiều người tâm đau ước mong, nếu tôi gặp được như rồng lên mây. Ấy là tại lĩnh phương Tây, cho kẻ bảo tàng kiến thấy thần tiên. Có người nói xéo nói xiên, chú muốn kiếm tiền nói gạt bá gia. Thoáng nghe lời nói thiết tha, rừng rừng nước mắt chèo về mặt dưng. Tay chèo miệng cũng rao chừng, đường đi tiên cảnh ai từng biết chưa. Khúc thời nhắc lại thời xưa, lúc chàng Lý Phụ đổ thừa trọng ngư. Nhà anh có của tiền dư, sao chẳng hiền từ thương xót bá gia.
bây giờ gặp việc thiết tha, bác vàng có ơi cứu anh màng hay không? Hết tay điên lại nói đông, có ai thức tình để lòng làm chi? Mặt dưng mất dạng từ bi, thuyền đi trở ngược về thì dòm nao. Dòm xem thiên hạ lao sao, không ghé nhà nào cũng gọi vài câu. Con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha. Chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thú nuốt màng người hung. Đến chừng thú ấy phục tùng, ba dài mới biết người khùng là ai. Bây giờ phải chịu tiếng tai, giảng đạo tối ngày mà chẳng ai nghe. Đời như màn nói băng the, hãy ráng học vàng của kẻ khùng điên. Khỏi dàm điên mới hoài thuyền, xuống miền cao lạnh lại phiền lòng thêm. Tới đây ca hát ban đêm, ai có thù hềm chửi mắng cùng cam. Cho tiền cho bạc chẳng ham, quyết lòng giải dỗ dương nghi trần mà thôi. Nghe rồi thì cũng mơ, phùi rồi nào ai có biết đây là người chi? Trở về phong mỹ một khi, thuyền đi một mạch tới thì rạch chanh. Ghe chèo khúc quẹo khúc quanh, ở đây có một người lành mà thôi. Nhắc ra tâm trí bồi hồi, khó đứng khôn ngồi thương xót bái gia. Kiến vàng làng nói chẳng xa, kiếp mau tới đó vậy mà thử coi. Xứ này nhà
nhà cửa ít nôi, mà trong dân sự nhiều người chân tu. Thấy người đối rách xin xu, ra tay cứu vớt đuôi mù chẳng chê. Khỏi đây đến chỗ ơi, bọn bề rõ ràng bến y lức đã kề bên ghe. Và người tàn tật đón sen, rồi lại nói vàng rồng diệt thiên cơ. Hết dài rồi lại nói thơ, làm cho ba tâm ngẩn ngơ trong lòng. Thơ dài điên đã nói xong, đi luôn ba cụm kẹo lòng ước mơ. Tới đây dẹp hết vẻ thơ, và người bán mâm quá khờ quá quê. Chợ này thiên hạ bồn bề, kẻ nhung người trề chê mắm chẳng ngon. Bạn hàng tiếng nói quá giòn, giá này chẳng bán còn chờ chuyện chi. Bưng thời kẻ nếu ơi, người trì ở đây không bán chỉ thì đi đâu. Dứt lời rồi lại câu mâu, mắng còn để cho khéo hầu làm khôn. Muốn làm cho có người đồn, biến mất xác hồn cho chúng trình ghê. Nói ra thêm thảm thêm thê, ông lành giữa kề giả bán trầu cao. Bán hàng súng lại lao sao, ông bán giá nào nói thử nghe coi. Trầu thời kẻ móc người môi, còn cao bẻ dấu thấy lòi tánh tham. Thấy dài bán rẻ nói ham, bị thêm quê dốt nó làm thằng tai. Ghe người biến mất bằng nay, cho chúng biết tài của kẻ thần tiên. Bên thành đến đó đầu liền, gặp hai thằng lính tra liền thế thân. Tớ thầy nói chuyện cân phân, mới lỡ một lần xin cầu thứ tha.
hai người tôi ở phương xa, bởi chứng khổ não mới làm nổi trôi. Linh nghe vừa dứt tiếng rồi khoát nạt một hồi rồi lại bắt giam. Thấy đời trong dạ hết ham, ghe người biến mất coi làm chi đây. Tức thời điên giả ơi, làm thầy đi coi đi bói khắp trong phố phường. Có người tu niệm đáng thương, điện mới chỉ đường tình độ giảng sanh. Dạo cùng khắp cả xài thành, khi ca khi ly nói rằng thiên cơ. Ba già ba tâm làm ngơ, tưởng như những kẻ nói thơ kiếm tiền. Văn minh trọng bạc trọng tiền, khôn ngoan độc ác như làm phiền người xưa. Mặc ai ghét ghét ưa ương, chẳng dám nói bừa cho ba tánh nghe. Phiền bay ngựa ngựa xe xe, điên dại người quèn giá đình thẳng sông. Quê này đường xa lão thông, khắp trong thiền thị rồi thì nhà quê. Kêu cơm ba tâm nghe ghê, thêm nói bộn bề nhưng việc về sao. Như trần bàn tán thấp cao, chẳng biết người nào rõ việc tiên tri. Giả từ gia đình một khi, thuyền lon trực chỉ đến thì Cần Thơ. Tới đây giả kẻ quá khờ, vợ điên chồng lại đứng hờ một bên. Phố phường sớm dưới đầu trên, cùng người đi chợ súng nhau reo cười. Thì thiền hiền đức được mời, phần nhiều súng lại chê cười người đi. Vợ thời ca hát quyên thiên, chồng chẳng có tiền lại quán xin cơm. Ba già coi thể rác rơm, ai cũng sẵn hòm đặng coi ghẹo
chơi. Điên mà ca hát việc đời, với việc hiện thời khổ não âu châu. Chạy cùng chẳng xót đâu đâu, lòng quá thảm sầu lìa lại vĩnh lòng. Chợ quê giảng dạy đã xong, thuyền loan trực chỉ đến dài bến tre. Chợ này đâu tại nhà bèn, và chỉ bán chè dạo khắp các nơi. Dòng rau rặt tiếng kim thời, rước rước mời mời anh chị mua ăn. Trẻ dài quay lại lặng xanh, nói rằng rằng những việc bướm mong. Gánh chè bán hết vừa xong, điên cùng nói rằng chuyện khổ về sao. Nói rồi chân bước mau mau, lìa xa thiền thì đến thì thôn quê. Đi đâu cũng bị nhúng trề, kẻ lại chửi thề nói lũ bái giờ. Thấy đời tai lấp mắt ngơ, lúc ở trên bờ khi lại đi ghe. Dạo cùng nhị khắp tỉnh bến tre, đủ bực thơ dè lìa lại tràng dinh. Tới đây bài đặt hát kình, đùa nhau bán thuốc mặt tình mua không. Nói ra những chuyện bóng lòng, trách chồng lê thứ không lòng từ bi. Gặp người đói khói khinh khi, điền viên sự sáng ai thì làm cho. Giải rồi thuyền lại mỹ tho, khuyên trong trần hạ ráng lo tu trì. Xưa nay không có mấy khi, dương trần có Phật dễ thì xuống gì đây. Chợ quê giáp hết thuyền quay, đi trở lộn về ông trưởng giảng dân. Quảng chi nắng sở mười tầng, chèo xuôi chèo ngược mấy lần không thôi. Thảm thương ba tấm lắm môi, bồng lai tiên cảnh giao rồi một khi.
rảnh việc thì đi, còn mắc nợ thì ở lại dương gian. Có người xưng hiệu ông quan, tên thiệt dân trường ở dưới dinh ông. Thấy đời cũng bắt động lòng, ghé vào tệ xa thẳng sông lên nhà. Mình người tu niệm mơ vậy mà nói chi lớn tiếng người mà khinh khi. Người nhà cảm tại một khi cũng nằm các bà tiền đi non bồng. Xuống thuyền xuôi nước thẳng sông, ghé nhà chủ phối xem lòng đạo ba. Ngồi chơi đạo lý bàn qua, mấy bà có biết lúa mà bay không? Có người đạo lý hơi thông, xin ông bài tỏ cho tôi hiểu rằng. Điện nghe liền mới tỏ bài, lúa bay về núi dành dài ngày sau. Hỏi quá tôi niệm âm hao, không biết câu nào trái ý đạo ban. Buồn đời điên mới bước ra, tay gái chèo quế dạo mà khắp nơi. Đi hoài chẳng có nghỉ ngơi, miệng cũng rao mời tiên cánh bồng lai. Có người xuống bến bằng nay, mắt trời ít tiếng người dài mà hẳn giống. Nhà ngươi thiệt chẳng có lòng, đòi đã hai lần sao chẳng chịu đi. Thương đời ta luôn sầu bi, đò đi tới chốn ăn thì bao nhiêu. Điên rằng tôi chẳng ham nhiều, bao nhiêu tự ý cho nhiều chẳng ham. Điên này bụng chẳng có tham, ghé đã chở đầy chật nứt trong môi. Và đây cũng chở cầu vui, vậy chú hãy ngồi ngay chỗ sau đây. Thấy người lòng dạ ta tay, thân tôi làm vậy ông chẳng cho vô. Trong môi đã mát lại khô, tôi có đủ tiền mà trả cho ông. Trong môi dòm thấy trống không,
bước nhào vào đó máu hồng trào ra. Cho người hung bạo biết ta, thuyền người biến mất vậy mà còn chi. Trở lên chợ mới một khi, chèo lên chèo xuống vậy thì cùng nhì rau. Năm xưa đây có máu đào, mà nay chưa có người nào chân tu. Nào điên có muốn kiếm xu, mà trong trần hà đuôi mù không hay. Hỏi ông người ở đâu rài, trả lời rằng ở non cài vua nghiêu. Tới đây trong dạ buồn hiu, bỏ ghe điên cùng đánh liều chứ thôi. Giả ra một kẻ hàng nồi, khắp trong làng xóm đi rồi sạch chân. Tới đâu cũng tỏ thiệt hơn, nhà tôi vốn thiệt có ai đàn năm giây. Tôi còn mắc cái nợ này, nên mới làm vậy cho giải quả căn. Nhà tôi đâu phải khó khăn, đem theo trong sách bạc hàng tám mươi. Nhiều người nghe nói reo cười, thân tôi lão Lý anh cười tôi chi. Và từ chợ mới một khi, thuyền đi xuôi ngược đến thì ba răng. Ít ai biết được đạo hằng, ghé am thầy pháp nói rằng lời chân. Trước sau bài tối nguồn cơn, vì thương lễ thứ chi sờn lòng đây. Có người lối xóm muốn gây, xin sao trái bắp liền hoài xuống ghe. Ghe điên vốn thiệt ghe bé, mà lại điên nhẹ nước ngược thẳng sông. Rai quái thuyền chạy như giông, người nhà xuống bơm trong lòng ngại nghi. Ông này chẳng biết người chi, chèo quế vậy thì mạnh bạo quá tai. Thần tiên mà chẳng ai hay,
cứ biếm nhẹ hoài buồn giả người xưa. Đời nay mong tới mang thương, khuyên trọng lê thứ chẳng thừa một câu. Thân này chẳng nể mau lâu, miễn cho ba tánh gặp chồng vinh quê. Thương trong trần hạ thảm thế, lão khổ nhiều bề chớ chẳng còn vui. Nhiều người nghèo khổ hâm hôi, không đất cầm vui mà chẳng ai thương. Con thuyền đương lướt gió sương, bồng nghe tiếng khóc tư lương ai hoài. Có người ở sớm bằng nay, bị mất trộm rài đồ đạc sạch trơn. Du thần bày tỏ nguồn cơn, rằng người nghèo khó đương gì hơn phần duyên. Đi nghe dội dã hoài thuyền, dùng khóa coi bối dây phiền phạm nhân. Coi rồi bày tỏ thiệt hơn, khuyên cô đừng giận đừng hờn làm chi. Rồi đi dạo sớm một khi, đi lên nhà thì giá gạo màng chơi. Vào nhà nói chuyện một hơi, gặp người bán thuốc cùng thời ghé vô. Mua một ve uống hời cô, uống vô bộ khỏe chỉ nhiều chứng phong. Uống thì pha nước nóng trong, chớ đừng khoa rượu nó hồng kỳ thai. Hai thằng ở sớm bằng nay, nó nói ngày dài thuốc chẳng có hay. Người cha đi lại thấy rầy, thiệt mấy đứa này cái có làm chi. Bước ra nhà nói một khi, đi lên đi xuống kiếm thì xe lôi. Gặp xe chẳng có lên ngồi, chạy trước đi rồi ngừng lại chỗ kia. Xóm này kẻ ghét người ưa, ghé vào nhà nói nhổ bừa cái răng. Nhổ rồi lui tới lăng xăng, liền bước xuống thuyền thầy tớ thái trôi. Dàm nao rải đã đến
rồi hoài thuyền ghé lại bằng nai chợ đình. Hát hai câu hát quê tình, đầu xem dân chúng chợ đình làm sao. Sáng ngày chợ nhôm lao sao, giả bần áo màu ai cũng dòm xem. Mấy thằng trai trẻ thấy thèm, đứng xa quanh quẩn nói dèm với nhau. Đứa này nói để cho tao, đứa kia xạo sự áo màu quá ngon. Nhắc ra động tâm lòng son, buồn cho lễ thứ sao còn ham vui. Ở đây một buổi ghe lui, về trên bãi núi ngồi ngồi thương dân. Thầy cho chẳng nại tấm thân, dạo khắp non tầng bận nửa thử coi. Chân tu thì quá ít nói, nhiều người ấn sĩ quá lòi tâm tham. Đi lần ra đến núi Sam, đến nơi dạo khắp chùa am của người. Giải rồi bắt quá tức cười, thầy tu nhiều kẻ biến lời quá tai. Trẻ dài biến quái ai hay, dạo trong bãi núi chẳng nài công lao. Ru rừng lúc thấp lúc cao, già ra nghèo khó giàu nhiều am dân. Tu hành nhiều kẻ tham sân, làm sao cho đặng mau gần Phật tiên. Ai ai cũng cứ ham tiền, ấy là đem sợi xích tiền trói thân. Lìa sai bãi núi, lần lần xuống thuyền trực chỉ lên gần hạ tiên. Đến đây giả kẻ không tiền, giáo khắp thi thiền xin xỏi bá gian. Đi rồi cũng quá thiết tha, trở về non cũ đắng mà vào chơi. Non tiên gió mát thảnh thơi, nhưng nhớ việc đời lụy ngọc nhỏ xa. Xuống trần lúc hát lúc ca, mà trong lê thư có mà biết chiên.
Nam mô chữ từ bi. Trần Hà nói gì đây cùng làm thinh. Tu thời nhàn hạ thân mình, phần đi khuyên nhủ mặc tình ghét ưa. Thiên cơ ai dám nói thừa, mà trong ba tánh chẳng ngư điên khùng. Xuống thuyền chèo quế thung dung, đi dài đủ chỗ khắp cùng thử coi. Rạch giá chợ nọ thôi lôi, gần nơi giếng biển cá mòi nhiều hơn. Tới đây giả kẻ có cơn, khi say khi tình lúc hờn số căn. Dương trần đi lại lăng xăng, chê chê nhạo nhạo cười rằng quân điên. Ở đâu mà tới thì thiền, linh chẳng bắt phiền nó lại bốt đi. Lòng thương vì tâm từ bi, dạy vô chuyện cùng mà chẳng ai nghe. Dạy rồi điên lại xuống ghe, lòng xuyên xa đếp nối dòng dạ thơ. Vợ chồng nghèo khổ bơ vơ, ở nơi giữa chợ lại khờ lại quê. Buồn trong lê thứ ổ quê, sóc trăng chợ ấy thuyền kề đến nơi. Đêm đâu thì cùng tải tới, nói rõ việc đời sắp khổ sắp lao. Thì thiền thiên hạ lao sao, chẳng có người nào tu niệm hiền lương. Thấy trong trần hạ thảm thương, đâu có biết đường trên chánh mà đi. Lìa xa đô thị một khi, thuyền loan trực chỉ đến thì Bạc Liêu. Chợ này tàn ác quá nhiều, phố phường dân thổ dân tiều nhiều hơn. Đi cùng thành thị ráo trơn, Cà Mau đến đó thiệt hơn tỏ bài. Cho trong ba tấm chợ này, rõ việc giấy đầy lao ly về sao. Đường đi lao
cho trần hại biết vào đường tu. Tu hành đâu có ai tốn xu, mà sao thoát khỏi lao tù thế gian. Thầy cho lắm cảnh gian nan, chừng nào hết khổ mới an tâm lòng. Đàn dân tới tỉnh Gò Công, vì thương dân thứ mới hồng đến đây. Xưa kia bão lục tình này, mà sao cánh khổ xứ này nhiều hơn. Yêu dân lòng đó chẳng sờn, thầy hát tớ đàn dạy cùng khắp nơi. Khỏi đây bà vía tách rời, đến đó dậy thời trời mới sáng ra. Chợ này đông đúc người ta, nhiều đuống trà là lại với nho tươi. Đêm đây thầy tới quá mười, nói cười cười bán thuốc sơn đông. Ai đều cũng ngóng trông, coi lũ khách này hát thuật làm sao. Hát bài trong bụng sáo xào, nói chuyện bên tàu máu đổ tuôn rơi. Cả kêu dân chúng hỡi ôi, sao không thức tình giết đời gần bên. Khổ đà đi đến như tên, ráng lo tu niệm tìm nàm vinh quang. Vinh này của Đức Phật, bà của ông Phật tổ ban màn cho dân. Tu cho nhàn tội tâm thân, đừng làm tàn ác sai lần tiên ban. Hát kêu bới kẻ giàu sang, ráng lo làm phước như làm cho mới làm. Đêm lắm cảnh khổ có ta, với linh Phật bà cứu vớt giùm cho. Tu hành phải ráng kỳ mò, gặp lão đưa đò đừng có khinh khi. Dài rồi thầy tới liền đi, Biên Hòa đến đó vậy thì xem qua. Đến đây
dài dò gần xa, quyền trọng ba tánh vậy mà tình tâm. Ngày nay gặp bạn tri âm, ráng mà trì chí đằng tâm quyền cơ. Tân an dạy dỗ kịp giờ, chẳng dám chần chờ đi thẳng Tây Ninh. Tới đây vừa lúc bình minh, điên ra sức dạng mặt tình nghe không. Dạng rồi vào một tháng xong, thiền thị giáp dòng thư chốt là đây. Thương dân giảng dạy dậy đầy, rào khắp tối ngày chẳng có nghỉ chân. Nhiều người hung ác quá chừng, không biết đời khổ lo mừng lo vui. Nhắc ra dạ nói nào vui, từ đây lục tình đuôi cùi thiếu chi. Nói mài trong dạ sâu bi, bá giả chậm chậm khinh khi điên này. Đừng ham nói nọ nói này, lặng yên coi thử đi này là ai. Cảm thương ông lão bán khoai, vì yêu dân chúng chẳng nài năng mưa. Câu này nhắc chuyện năm xưa, khuyên trong trần hạ hãy chưa lòng tham. Khung thời quê ngủ núi Sam, còn điên chẳng có chùa am dưới này. Vua nghiêu xưa mở đất cài, ngày nay nhường lại cảnh này cho điên. Xuống trần giải dỗ quyền thiên, dài rồi thì lại thảm phiền nhiều hơn. Cầu xin Phật tổ ra ơn, lời điên khuyên nhủ như đàn ba nha. Thì thiền khắp hết gần xa, từ đây sắp đến quê nhà điên đi. Đừng thấy ngu dại mà khi, thầy thì quệ lưu, tớ thì quệ tâm. Đời cùng con chẳng mấy năm, khắp trong
các nước thay nằm bằng non. Cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia. Khuyên trong lê thứ trẻ già tu hành hiền đức Phật mà cứu cho. Đây là quý báo thơm tho, đừng ham gì gỗ nhỏ to làm gì. Con thì ăn ở nhu mì, học theo luân lý kính gì mẹ cha. Sau này xấu bắt hôm tháng, xử người tàn bạo dễ mà tại đây. Đời xưa quá báo thì chạy, đời nay quả báo một giây nhàn tiền. Dương trần phải gian làm hiền, đừng trọng bạc tiền bỏ nghĩa bỏ nhân. Người hung phải sửa cái thân, từ đây có kẻ vui thần xét soi. Chuyện người chớ móc chớ môi, hãy treo gương thiền mà soi lấy mình. Ai thương ai ghét mặt tình, phần mình cứ giữ tâm mình cho ngay. Điện đây dưng lệnh phương Tây, hầu hạ bên thầy đặng cứu bá gia. Thấy đời lòng dạ tây tàn, cứ theo chế nhạo cười mà người điên. Ngồi buồn kể chuyện quyên thiên, chẳng có ham tiền cũng bị ghét dơ. Việc cho ba tánh ít tờ đi làm ruộng rẫy bỏ hờ theo xem. Thương người nghèo khổ lắm lem, thấy cảnh sung sướng nó thèm quá tay. Ai mà biết đặng ngày mai, ngày nay tình ngày mai thảm sầu. Từ trai gặp cảnh ơi buồn rầu, cho người tàn bạo cứng đầu khinh khi. Dương trần nay đáng sầu bi, nên điện mới nói chuyện ni tỏ tường. Đêm ngày tướng Phật cho thường,
phải ráng lo lường kiếm chỉ từ đây. Thương đời điên mới tỏ bài, dạy trong trần hạ ngày dài ráng nghe. Đừng khi nhài lá trôi trên, nhà săn cột lớn bù xe hai anh. Lúc này điên mắt lăng xăng, dương trần biết đằng đau hằng mới thôi. Chẳng ham cung kiến che soi, Phật trời chẳng muốn điều tội ấy đâu. Muốn cho dân hiểu đạo màu, chớ không coi muốn chùa lòng trôi cao. Bao nhiêu cùng biết vàng thao, dạy khôn trần thế chớ nào dạy ngu. Sáng ngày con chó sủa tru, chừng heo cắn ổ hiềm thù mới. Đừng ham giành giật của tiền, người hung hay gọi kẻ hiền rằng ngu. Nay điên chỉ rõ đường tu, ấy là đủ việc tài bù cho dân. Thôi thôi nói riết dần lên, tới đây cũng lần ngừng lại bút nghiêng. Bước trong công luyện chốn non tầng, sơn thủy môn gian bảo giác dân. Kỳ quái chờ nơi thiên nhất định hương nồng, dành thương kẻ tròn ân. Nam mô A Di Đà Phật.